Chú hề ma quái. Ngày xưa, có vị quốc vương hung bạo, độc đoán. Ông ta ban ra những bộ lệnh vô lối, bắt quan lại và chúng dân coi là đúng đắn, anh minh và tuyệt đối thực thi. Hễ ông không vừa ý với ai thì coi như kẻ đó tận mạng. Các bá quan thân cận với quốc vương rất bất bình, căm hờn. Nhưng phận bề tôi, họ lúc nào cũng sống trong tâm trạng nơm nớp, e dè từng hành động. Sao các khanh xem hề diễn xiếc, mặt mày nặng trịch cả đám thế kia là sao hả? Thưa quốc vương, chúng thần không dám ạ. Xem diễn hề mà mặt mày căng như dây đàn, há chẳng phải các khanh chê hề ta gọi tới chẳng ra gì hả? Quốc vương nói đúng đấy, các vị hãy cười lên đi chứ, tôi diễn hề chứ có phải phục vụ đám tang đâu nào. Không may cho chú hề tính tình khẳng khái, phóng túng, lần đầu biểu diễn ở điện hoàng gia, chú đâu hay biết mình vừa phạm phải tội tày đình. Mình có nói gì sai hay sao? Tên hề hỗn hào kia, nhà ngươi dám! Thần quả thực không biết mình đã làm gì sai. Quan bộ lệnh, nói cho nó biết nó vừa phạm tội gì. Tàu quốc vương, người này đã ngắt lời quốc vương và nhắc tới việc thằng thóc vốn là tối kỵ trước mặt người, tội này đáng chết không tha. Hoàng cung các người luận tội mắc cười hơn cả diễn hề, tôi chưa từng nghe đến cái tội trạng ấy bao giờ cả, vô lý, quá vô lý. Cậu hề, mau im lặng đi, nói thêm lời nào thêm tội nặng lời đó. Được lắm, tên hề kia, ngươi không biết thì ta đây không tính tội. Giữa lúc tất cả ngạc nhiên, tưởng như quốc vương đã thay tính đổi nết, thì ông ta bất ngờ giáng lệnh xuống. Ta cho phép ngươi ra khỏi điện của ta, và nếu như từ bây giờ ta còn phát hiện nhà ngươi cùng qua đêm ở vương quốc của ta, thì bây giờ ta sẽ treo cổ ngươi ngay. Đi tới nơi nào hoặc biên giới của quốc vương thì nhanh nhất cũng mất 15 ngày. Có tiền trên trời thì may chăng mới có thể không qua đêm. Thấy là chú hề vẫn không thoát được cái chết rồi. Thành quốc vương này đúng thật khốn bảo, lấy mạng người như bỡn giống như người ta đồn, mình không thể chết dưới tay hắn được. Lệnh của ta đã đủ khoan dung với ngươi chưa hả? Quốc vương thật khoan dung, người nói tôi còn qua đêm ở vương quốc là tôi bị treo cổ phải không ạ? Lập tức treo cổ. Thế thì nếu như tôi không qua đêm ở vương quốc của bệ hạ thì tôi sẽ hoàn toàn thoát tội đúng không? Phải, ta không những xí xóa tất cả cho ngươi mà khi ấy ngươi còn muốn gì được nấy nữa. Quốc vương anh minh, một lời không đổi chứ ạ? Một lời không đổi. Chú hề không chút hoang mang trước lệnh giáng vừa nhận. Ai cũng nghĩ thôi thì đành, cái chết được báo trước âu cũng hơn là bất ngờ ập đến. Khoanh vùng nơi nó lui đến, sáng sớm mai lập tức bắt nó về đây, ta sẽ đích thân ban lệnh treo cổ. Tuân lệnh. Đứng lại, tên hề kia mau đứng lại. Ta có đi đâu mà đứng lại, ta đang đợi các ngươi đến trước về cung vua đây mà. Sắp chết rồi mà còn lớn tiếng, mau bắt lấy hắn đi. Ta đã tha cho nhà ngươi và nói nếu ngươi qua đêm ở vương quốc của ta thì sẽ lập tức treo cổ. Tên hề kia, bây giờ ngươi chết đã tâm phục khẩu phục ta chưa hả? Ê, nhưng bệ hạ chẳng cũng đã nói nếu tôi không làm như vậy thì chẳng những tha tội mà còn khiến tôi muốn gì được nấy. Ngươi giờ vẫn còn lồ lộ ở đây, còn chưa rời khỏi thành, chứ đừng nói mấp mé hướng đi tới biên giới. Vậy mà còn già mòm hả? Lời bệ hạ vừa nói đúng là không đúng. Tôi đúng là chưa rời khỏi thành, nhưng đêm qua tôi cũng không hề qua đêm ở vương quốc của bệ hạ.
lúc này bị hạ ép tôi chết thì sao có thể coi là đức vua anh minh như lời đồn chứ. Tên hề sắp chết đến nơi mà còn già mồm. Ngươi không qua đêm ở vương quốc của ta thì ngươi qua đêm ở đâu? Mau nói ngay cho ta. Dạ, trước tiên xin dám hỏi quốc vương, ngươi có phải là quốc vương của cả người và ma quỷ không ạ? Đương nhiên không có ma quỷ nào hết. Vậy thì mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi ạ. Thần đúng là đã đánh cược mạng mình chẳng sai. Vị vua anh minh như người sao có thể là vua của ma quỷ? Vậy nơi người chết và ma quỷ chắc chắn không phải vương quốc của người. Hỗn đáo, vương quốc ta sao lại có những thứ chết chóc đó chứ? Vậy thì tôi xin khẳng định rằng tối qua tôi đúng là không qua đêm ở vương quốc của bệ hạ, vì tôi ở tại một hầm mộ mới đào trong nghĩa địa công cộng, nơi thuộc về người chết và ma quỷ. Vậy bệ hạ có thực thi lệnh không ạ? Người, nhà ngươi phải, đương nhiên phải thực thi lệnh. Nhà ngươi được thoát tội. Đó cũng là lần đầu tiên có một người dám đứng ra cãi lý và khiến vị quốc vương độc đoán không thể bắt bẻ một lời. Chú Hề chẳng những được tha chết mà còn dùng quyền muốn gì được nấy của mình mà chính quốc vương tuyên bố khi chú không qua đêm ở vương quốc, để buộc quốc vương phải xóa bỏ những bộ lệnh vô lý mà ông ta đặt ra. Cuộc sống của dân chúng vương quốc trở nên thoải mái hơn nhiều. Đâu đâu người ta cũng biết đến và mến mộ chú Hề bé nhỏ mà cơ trí và dũng cảm. Đắm thuyền vùng nước lặng. Nào, nhanh tay lên nào, các anh để cẩn thận cho. Khoai, đã chuẩn bị để xuất phát được chưa? Dạ thưa ông chủ, hàng đã xếp xong, con đã sắp đặt cẩn thận rồi, chỉ cần nhổ neo là xong. Khá lắm, gọi mọi người lên thuyền chuẩn bị đi nào. Này ông, chiếc thuyền này đã cũ, liệu qua sông có an toàn không? Sao cụ lại hỏi thế? Bình thường chúng tôi vẫn đi qua con sông này suốt đấy thôi. Vào mùa này, con nước đang rất mạnh, thuyền của ông đã cũ, nhìn có vẻ không chắc chắn lắm, nên cần phải chuẩn bị các dụng cụ cứu nạn từ trước, phòng trừ trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ đề phòng là hơn. Vâng, con cảm ơn cụ đã nhắc nhở. Ông ơi, bình thường ta đi qua đây suốt có sao đâu mà, ta mau đi về cho sớm. Có đề phòng vẫn hơn, từ khi ông cụ nhắc ta cứ có cảm giác bất an, hãy cứ kiểm tra cho thật kỹ. Cho người dùng những miếng vải cũ và bông bịt kín những lỗ thủng nhỏ nhất trên thuyền lại, lấy bùn đắp vào những kẽ nứt trên thuyền, đề phòng nước ngấm vào bên trong mạn thuyền. Vâng ạ. Nào, chuẩn bị làm việc nào. Sao tự nhiên ông chủ lại cẩn thận thế chứ? Đúng rồi, có cần thiết đâu, bình thường nước vẫn có ngấm vào một chút nhưng vẫn không sao cả. Giảm tốc độ lại một chút, ta nghe thấy có tiếng gió khác thường ngày. Chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta thoát khỏi vùng nước nguy hiểm rồi. Cũng muộn rồi, ngủ đi các anh ơi. Đêm hôm cần có người thức cảnh giác, chuẩn bị tốt những biện pháp đề phòng, phải liên tục kiểm tra mạn thuyền xem nếu có ngắm vào không nha. Vâng ạ. Đã thoát khỏi con nước nguy hiểm, đến được vùng nước sông tĩnh lặng, các anh cũng đã vất vả nhiều. Hãy dừng lại lên bờ nghỉ ngơi, ăn uống cho thỏa thích, rồi mấy hôm nữa ta cho thuyền đi tiếp. Còn hoan hô ông chủ, đi uống rượu thôi. Sắp về đến nhà rồi,
Giờ thuyền đã vào vùng nước tỉnh, chẳng có gì phải lo lắng nữa. Mình phải ngủ bù một giấc cho bỏ những ngày thấp thỏm lo âu mới được. Chạy mau, chạy mau mọi người ơi. Có chuyện gì thế? Thuyền va vào đá ngầm, những lỗ thủng nhỏ ngày càng lớn hơn, thưa ông. Ở nước sâu ngày càng ngấm vào, những lớp vải lâu ngày bị mục bích lại các khe hở của thuyền. Giả như chúng ta phát hiện ra sớm hơn, những miếng vải cũ và các tấm gỗ chắn lúc trước phòng bị đâu rồi? Chúng tôi nghĩ đã an toàn rồi, nên vứt lại hết đồ phòng bị ở quán rượu mấy hôm trước. Ơi, mau mau tắt nước ra khỏi thuyền đi. Thời sắp dẹp rồi, mọi người nhảy ra khỏi thuyền, bám vào mô đất ở kia đi. Giá kể như chúng ta cứ nâng cao cảnh giác như những ngày trước, có phải sớm có biện pháp đề phòng không? Để giờ đến nỗi trở tay không kịp. Lúc trước ta thời thời khắc khắc cảnh giác, vì vậy dù có nước mạnh sóng lớn cũng không gặp nạn. Hôm nay an nhàn, nước sông bình lặng, lại xảy ra chuyện. Đúng là hoạn nạn dễ xảy ra nhất, không phải khi người ta sợ hãi đề phòng, mà lại xuất hiện khi người ta cho rằng mình đã trên hành trình bình an. Trời ơi! Hoa bông tuyết. Ngày xưa, ở một vùng núi non xa xôi, có một cô bé nọ, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không họ hàng thân thích. Một bà chủ trang trại keo kiệt đón cô bé về, bóc lột sức lao động của cô từ tấm bé. Nhanh nhanh cái tay lên, còn qua khu trại sau nhà nữa, cụ và dê của ta sắp chết đói rồi đấy. Dạ. Ngày nào, cô bé gầy gò cũng chăm chỉ làm việc từ sáng sớm đến khuya lắc trong trang trại. Công cán chẳng có, có khi không được ăn no. Từ ngày cô về ở, bà chủ gian xảo chẳng phải động tay động chân việc gì, chỉ lo làm đỡm giữ các dạ hội thâu đêm, nhưng bà ta vẫn suốt ngày mắng nhiếc cô. Mình đói quá, không thể chịu nổi nữa. Bà chủ đi dạ hội vẫn chưa về, mình sẽ chỉ ăn thêm chút bánh mì vụn thôi. Con bé tệ bạc, vô ơn, dám ăn cắp bánh mì sau lưng ta hả? Cháu đói quá, nên chỉ móc chút vụn bánh, cháu chưa đụng đến một chiếc bánh nào hết. Ngươi còn già mồm hả? Ta không ngờ bao lâu nay lại chứa chấp quân ăn cắp trong nhà. Cháu thề là cháu chưa đụng đến bánh mà. Không có nói nhiều nữa, nội trong đêm nay, ngày mai, ngươi không mang về cho ta một bó hoa trên thảo nguyên làm chiếc vòng hoa cài đầu để ta đi dự tiệc đêm mai, thì đừng vác mặt về nhà nữa. Người ăn người ở vùng này chả thiếu. Thưa bà, con biết tìm ở đâu một bó hoa khi đang ở giữa mùa đông thế này. Cô bé tội nghiệp bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm đông giá lạnh, tuyết rơi trắng xóa, với một manh áo mỏng, toàn thân run rẩy tím tái. Cô gắng gượng đi mãi trong đêm, qua nhiều rặng núi, đến một thảo nguyên hoang vu. Đi mãi mà cũng không thấy có cây rừng nào nhô lên được khỏi băng tuyết, chứ đừng nói đến hoa, mình biết làm sao bây giờ. Trời ơi, hình như đó là một bà cụ sẽ chết rét mất thôi. Bà ơi, bà đi lạc phải không? Người bà cống lạnh hết rồi. Bà không sao đâu, cháu thật nhân hậu, người cháu cũng lạnh tái khác gì bà đâu, lại nhường cho bà chiếc áo này. Không có gì đâu bà, nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về. Thế còn cháu, cháu đi đâu giữa đêm lạnh thế này, trời còn chưa sáng hẳn mà. Bà ơi, cháu đã đi cả một đoạn đường dài mà cháu chẳng tìm thấy một bông hoa nhỏ nào giữa trời tuyết lạnh giá thế này. Cháu không dám về nhà nữa.
Thôi đừng khóc nữa cháu, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Cháu hãy mặc chiếc áo này vào và sẽ không thấy lạnh nữa. Cháu hãy cứ thử khoác lên đi. Dạ. Ôi, lạ quá bà ơi. Chiếc áo tí hơn, sao giờ? Ôi, ôi bà. Hãy rời đi. Rời đi những bông tuyết bé nhỏ. Hãy biến thành những bông hoa xinh tươi đi, hỡi những bông tuyết của ta. Bà lão vừa dứt lời, tức thì những thiên thần xuất hiện, làm bừng sáng cả bầu trời đêm, mang tới hàng ngàn bông tuyết rơi xuống mặt đất, biến thành những bông hoa trắng tuyệt đẹp. Ôi, ôi tuyệt quá bà ơi, đây thật sự là những bông hoa từ trên trời bà ạ. Cháu hãy dùng những bông hoa này mà kết thành vòng hoa cài đầu cho mụ chủ có trái tim băng giá kia. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Nếu mụ ta đòi cháu chiếc áo bằng bông đang mặc, thì hãy đưa cho mụ và nói đây là quà tặng của bà chúa tuyết. Từ nay trở đi, cháu sẽ không được gặp ta nữa vì mùa xuân đang tới gần. Nhưng cháu hãy nhớ đến ta qua những bông hoa trắng này, hỡi cháu gái tốt bụng và đáng yêu. Ôi, bà chúa tuyết, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Chắc là bà chủ sẽ hài lòng và ngạc nhiên lắm đây. Còn mình thì ít nhất cũng được chỗ trú chân ở trang trại. Hả? Trời, ngươi làm thế nào mà có được những bông hoa kia và cái áo kia nữa chứ? Ngươi lấy ở đâu ra vậy? Cô bé kể lại tất cả những gì đã xảy ra trên đường đi tìm hoa cho mụ chủ, rằng cô đã được bà chúa tuyết giúp đỡ ra sao. Thật không thể tin nổi, vậy đây chính là chiếc áo của bà chúa tuyết sao? Mau cởi nó ra cho ta. Đứa trẻ ốm nhom bẩn thỉu như ngươi mặc nó thật thô kệch à. Cởi ra cho ta mau. Dạ, chúa tuyết cũng dặn đây là quà tặng cho bà từ người. Nó có thể to lên, vừa khích với chủ nhân khi mặc đó ạ. Hả? Thật thế hả? Còn không mau cởi ra đi. Tuyệt lắm, ta sẽ mặc nó đi dự hội đêm nay. Nào, đưa cái vòng hoa ra đây. Ôi trời, cái gì vậy? Ôi trời ơi, gương mặt của ta. Không, không, không thể nào. Con bé xấu xa kia, mày đã bày kế hãm hại ta. Ôi, cháu thề là cháu không biết chuyện gì hết. Chiếc áo đó bà chú Tết chỉ dặn là tặng bà thôi mà. Con bé nó đúng đấy, vợ của ta. Chúa Tuyết đã đánh tiếng cho ta đến trước bà đây. Ta là thần gió phương Bắc, từ nay cả đời nàng sẽ được khiêu vũ trong gió xoáy. Không, không, không đời nào. Thả ta ra, thả ta ra. Ta không thể sống trong gió lạnh căm buốt cả đời. Thả ta ra. Cô bé Nice, ta là chúa tuyết mà cháu đã gặp đây. Hãy ở lại trang trại này, lao động và sống cuộc đời hạnh phúc mà cháu xứng đáng có được. Còn bà chủ của cháu, chừng nào chưa hết keo kiệt và toan tính thì bà ta mãi mãi sẽ phải ở cùng tiếng gió rít. Giờ thì ta phải đi thật rồi. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Từ hôm đó, cô bé trở thành chủ sở hữu trang trại và sống cuộc đời hạnh phúc. Còn trên thảo nguyên, nơi cô bé từng gặp bà lão tốt bụng, vốn là chúa tuyết, mọc lên cả một cánh đồng bông hoa trắng nhỏ li ti như những hạt tuyết. Đó là loài hoa duy nhất có thể nở giữa mùa đông. Loài hoa ấy còn lại tới ngày nay với tên gọi hoa bông tuyết. Người vợ lão hóa. Sao dạo này da mình cứ mẩn đỏ lên thế nhỉ? Ở trên mặt cũng có vài nốt nữa. Em ơi, em làm gì ở trong phòng mà mãi không ra thế? Đi ăn thôi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Anh có một món quà vô cùng đặc biệt cho em. Có phải nhìn em dạo này xấu đi không vậy anh? Sao em lại nói thế? Anh thấy em vẫn xinh đẹp mà. Đây này, mấy cái nốt đỏ trên tay, trên mặt nữa đây này. Anh không thấy em xấu hơn nhiều so với lúc mình cưới nhau hả? 3 năm rồi thì phải khác chứ. Anh chỉ thấy em ngày càng xinh hơn thôi. Anh chỉ được cái khéo nịnh vợ thôi à. Em à, có chuyện gì thế? Anh nhìn đi,
Sao tự nhiên em lại mẩn ngứa hết mặt thế này? Hình như còn có cả nếp nhăn nữa. Ừ, để anh đưa em đi khám xem sao. Chắc có khi bị dị ứng cũng nên. Ừ, bác sĩ à, vợ tôi bị sao thế à? Vợ anh mắc một chứng bệnh gọi là lão hóa sớm, mà dấu hiệu ban đầu là da bị mẩn ngứa, sau đó sẽ dần xuất hiện các nếp nhăn. Sao cơ? Lão hóa sớm ư? Vậy là tôi sẽ già đi một cách nhanh chóng so với tuổi của mình á. Bác sĩ à, liệu có cách nào chữa được bệnh này không? Vợ tôi còn rất trẻ, cô ấy chỉ mới 25 tuổi thôi. Hiện nay y học chưa tìm ra thuốc chữa khỏi bệnh này, chỉ là hỗ trợ giảm tối thiểu tốc độ lão hóa thôi. Không, không, không. Kìa, Maria. Mới có mấy ngày mà mặt mình đã già đi trông thấy. Chỉ vài năm nữa thôi, mình sẽ trở thành bà lão 80 tuổi. Trời ơi. Maria, mở cửa cho anh đi. Nhìn thấy gương mặt già nua xấu xí của em lúc này đâu. Em đừng thế mà. Dù em có trở nên thế nào thì trong lòng anh, vợ của anh vẫn là người đẹp nhất. Giờ đã khác xưa rồi. Em sẽ ngày một già nua xấu xí. Lúc đó anh sẽ tránh xa em mà thôi. Ly hôn đi. Em không phải là vợ anh nữa. 3 năm rồi em đã không sinh được con cho anh, lại còn xấu xí thế này. Không đâu, suốt đời này anh chỉ có duy nhất một người vợ là em thôi. Em đừng nói linh tinh, rồi sẽ có một phương pháp chữa được bệnh của em mà. Sẽ chẳng có phương pháp chữa trị nào cả. Em sẽ trở thành bà lão 80 tuổi thôi. Em à, em bình tĩnh đi. Dù có thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Em à. Sao hôm nay anh đi làm về sớm thế? Anh tranh thủ hết việc xin về sớm với em mà. Sao em lại đeo khẩu trang thế? Hôm nay em lại thấy em già hơn so với hôm qua. Em không muốn anh nhìn vào gương mặt xấu xí của em. Đến em nhìn mình trong gương còn thấy chán nữa là. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Việc của em bây giờ là giữ gìn sức khỏe và uống thuốc thôi. Rồi sớm muộn cũng có một ngày em như bông hoa tàn úa này thôi. Em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng đó một chút nào. Alo. Hả? Sao cơ? Chồng tôi bị tai nạn ư? Rất may, vụ tai nạn đã không cướp đi tính mạng của anh ấy. Nhưng kể từ bây giờ, anh ấy sẽ vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy? Sao không lấy đi đôi mắt của tôi đây này? Anh dậy rồi à? Em yêu à, em đừng khóc. Anh vẫn còn sống khỏe mạnh mà. Mà mắt của anh, giờ anh đã là người tàn phế rồi. Em không bỏ anh đấy chứ? Sao anh lại nói thế? Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Em sẽ là đôi mắt của anh, chăm sóc cho anh suốt cuộc đời còn lại. Anh hãy tin em nha. Anh biết là em sẽ không rời xa anh mà. Anh thấy ông trời đang giúp chúng ta đấy chứ? Giúp gì cơ? Từ ngày em bị bệnh, lúc nào em cũng muốn bỏ anh, rồi lo anh nhìn thấy gương mặt xấu xí của em. Giờ thì tốt rồi, anh đã không còn thấy gì. Anh sẽ chỉ còn lưu lại hình ảnh lúc em đẹp nhất thôi. Anh bị như thế còn vẫn nghĩ cho em. Vậy mà em lại. Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ sống tích cực hơn, sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Vợ chồng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa anh nhé. Mãi mãi không bao giờ xa nhau. Sau ngày hôm đó, hai vợ chồng Mary và David
đã bỏ qua mọi rào cản về mặc cảm cũng như bệnh tật. Họ sống với nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Mấy năm sau, cuối cùng thì cô ấy cũng đã ra đi rồi. Thật tội nghiệp. Ngay từ lúc cô ấy mắc bệnh, tôi đã biết cô ấy không thể sống lâu được. Cũng may là cô ấy có thể hạnh phúc đến giây phút cuối cùng. Tất cả cũng nhờ vở kịch vô cùng hoàn hảo của anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tang lễ của vợ tôi. Vợ tôi chắc chắn sẽ rất thích những bó hoa mà mọi người mang đến. Cảm ơn rất nhiều. Ôi, mắt của anh, David, anh nhìn được rồi sao? Bao năm qua, anh ấy đã phải sống như một người mù chỉ vì sợ vợ anh ấy sẽ mặc cảm và đau đớn nếu như biết anh ấy đang chứng kiến cô ấy ngày một già đi. Đây là một điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Nếu như không có anh giúp đỡ thì vở kịch đó của tôi cũng không thể diễn ra được. Mary thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.